trong lúc này ở bên california được dịu mát xuống một chút xíu sau khi ở đây bị trời nóng rất là nhiều ngày qua tới ngày hôm nay được có mưa đây là một cái cơn bão hiếm có và ở bên california đang cần có mưa nằm về hướng tây ở trên hoa kỳ đây là thời tiết khác bình thường từ những chỗ bị cháy rừng bùng phát cho tới những cái con đường trên highway có mưa rơi xuống đây là gió thổi kiểu cơn bão đang đi vô ở bên california làm cho nhiều cây nó cũng bị gãy theo cô đó nói, hiện tại ngay bây giờ ở bên Cali trang bị rất là lộn xộn trong lúc này, có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Đây là bão K xảy ra. Ở bên Mexico thì cơn bão này nó cũng đang hoàn thành mạnh bên đó. Sau khi đi tới ở bên California thì nó đỡ chút xíu khi mà cơn bão này đi tới bên california biến trở thành mưa lớn xảy ra nước rất là nhiều có nhiều khu ở bên california cái trận mưa lần này giúp đỡ cho chữa lửa ở bên la đang có bị cháy rừng ở đó

Trái cao trên trời, bụi khói bay khoảng chừng 40 feet trên trời, làm cho nhiều người phải cần rời khỏi. Theo ông này nói, đây làm tôi rất là sợ hãi, tại vì tất cả những gì tôi có đều nằm trong nhà của tôi hết. You know, retired, tôi đây là một cái người đã về hưu và còn bị tàn tật nữa. Tất cả những gì tôi làm từ hồi trước tới bây giờ tôi có, tôi để hết trong nhà của tôi trên kia. Tất cả luôn. Ở bên California liên tiếp mấy ngày qua, trời rất là nóng liên tục như vậy. Trong lúc này, có lẽ là đã bắt đầu khá trả lợi. And the grid. Mới vừa qua bên California, trời thì nóng phá kỷ luật, làm cho những cái chỗ làm điện cũng gặp vấn đề. Many areas endured 10 days of degree heat. Có nhiều chỗ bên California liên tiếp 10 ngày qua, nhiệt độ toàn là cả trăm độ. Đây là về cái chuyện mà thay đổi khí hậu trên toàn cầu, làm cho nằm về hướng Tây ở trên Hoa Kỳ càng ngày càng nóng thêm càng khô càng thêm theo của những người khoa học nói không phải tại vì thay đổi khí hậu rồi làm thành nóng không thay đổi khí hậu thì nó làm cho nóng càng ngày nhiều hơn và kéo dài thêm